chào các bác nhé. Một đôi loa BMB 455 bên em vừa về xong các bác nhé. Một trong những đôi đẹp xuất sắc của BMB, được thiết kế đẹp bát 25. Đây là đôi BMB 455 các bác ạ. 455 các bác nhé. Thiết kế thùng vách mặt trước rất là đẹp. 455 SE các bác nhé. 455 SE. Đó, hàng bãi luôn. Còn rất là chất 455. Cái này thì bát 25 thì rất dễ phối ghép với âm ly hoặc là những cục đẩy liền vang thì rất là phù hợp. Hoặc là đẩy dời băng dời thì em cũng đang ghép với đẩy dời băng dời luôn. Thì dòng BB này rất dễ phối ghép. Đấy bác thấy không? Các cái căng trước làm thiết kế một cái khung rất là đẹp. Nó tạo cho chúng ta một cái giải âm những tiếng này nó thoát ra ở cái căng ấy, nó rất là thoáng. Và hai lỗ thông hơi. Thế con này sở hữu là một chung và một chép và một bát 25 phía bên trong. Tiếng rất là sâu luôn. Với không gian tầm 25m2 thì con đôi loa này đánh rất là hay. Tiếng rất là sâu. Và tiếng rất là sâu và mềm. Sâu nút nghe rất là sướng. Chung chép rất là nhuyễn. Rất là đẹp không ạ? 455. Con này thì bên em đang có giá là 3 triệu thôi nhá. 3 triệu. 3 triệu 2 là bên em sẽ bao ship. Nó còn mới đến 90% và bao duyên cho các bác nhé. Các bác có thể thấy nghe nhạc nó rất là lẩy, rất tươi. Về cái dòng BB bát 25 ấy thì con này nó thực sự thiết kế dáng nó đẹp nhất, thanh thoát nhất. Vâng, bác nào mà muốn lấy thì hãy lấy ngay nhá. Bên em chỉ có duy nhất một đôi thôi ạ. Lấy ngay nhá, bên em quay quảng cáo đến các bác và anh em. Tiếng rất này. Bác bên trong anh rất sâu luôn. Anh phê quá các bác. Rất đẹp luôn. Đây, cái tem mà các bác nhìn biết là tem nó chất như thế nào. BB. Con này thì công suất của nó mắc 450W các bác ạ. Mắc 450W. Hay quá. Rồi các bác hãy liên hệ ngay để lấy cho mình một đôi loa duy nhất BMB 455 bát 25 của BMB các bác nhé. Hàng bãi còn bao zin thì các bác và anh em. Chất như nước cất. Từng góc cạnh vẫn còn hoàn hảo luôn các bác nhé, hoàn hảo. Rồi, tôi sẽ được dừng video ạ. Vâng, còn thông tin chi tiết các bác có thể gọi điện ngay cho bên em theo hai số like trên video nhá. Và địa chỉ của công ty bên em nằm ở 133 phố Trường Lân, Long Biên, Hà Nội. Các bác có thể đến nghe và lấy nhá. Nhà rất lẩy và tươi.